với lời khai của các bị cáo Hoàng Diệu Mơ, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Phan Thị Mai, Trần Thị Mai Sa, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hoàng Anh Kiếm, Phạm Thị Kim Lân, Tào Đức Hiệp, Trần Hồng Hà, Nguyễn Tiến Mạnh, hồ sơ cấp phép chuyến bay, dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản và các tài liệu khác. Có căn cứ xác định, trong quá trình cấp phép chuyến bay combo cho doanh nghiệp từ tháng 12 năm 20 đến tháng 1 năm 22, Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21 tỷ 500 triệu đồng của đại diện 13 doanh nghiệp, cụ thể nhận của Hoàng Diệu Mơ 8 tỷ 500 triệu đồng, nhận của Hoàng Anh Kiếm 30.000 USD, nhận của Tào Đức Hiệp 10.000 USD, nhận của Lê Văn Nghĩa 40.000 USD, nhận của Nguyễn Thị Tường Vi 115.000 USD, nhận của Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 tỷ đồng, nhận của Phan Thị Mai 25.000 USD, nhận của Nguyễn Thị Dung Hạnh 400 triệu đồng, nhận của Trần Thị Mai Sa 30.000 USD, nhận của Nguyễn Tiến Mạnh 30.000 USD, nhận của Phạm Thị Kim Ngân 30.000 USD, nhận của Trần Hồng Hà 10.000 USD, nhận của Trần Minh Tuấn 200 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp. Hành vi này đã cấu thành tội nhận hối lộ theo điểm A khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. 5. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ số tiền 25 tỷ 058 triệu 980 nghìn đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Hương Lan và các lời khai của các bị cáo khác gồm Hoàng Diệu Mơ, Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Văn Nghĩa, Trần Thị Mai Sa, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Tiến Mạnh, Vũ Minh Thắng, lời khai cán bộ cục lãnh sự, lời khai các nhân viên công ty và các tài liệu chứng cứ khác xác định từ tháng 12 năm 20 đến tháng 1 năm 22, trong quá trình cấp phép chuyến bay, Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 25 tỷ 058 triệu 980 nghìn đồng của đại diện 8 doanh nghiệp, cụ thể nhận của Hoàng Diệu Mơ 13 tỷ 200 triệu đồng, nhận của Nguyễn Thị Tường Vi 300 triệu đồng và 85.000 USD, nhận của Lê Văn Nghĩa 20.000 USD, nhận của Trần Thị Mai Sa 55.000 USD, nhận của Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 tỷ 900 triệu đồng, nhận của Trần Quốc Tuấn 50.000 USD, nhận của Nguyễn Tiến Mạnh 200 triệu đồng, nhận của Vũ Minh Thắng 600 triệu đồng để cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp. Hành vi này của Nguyễn Thị Hương Lan cấu thành tội nhận hối lộ theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự.